Chào các bạn đến với kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ. Mình là Kính Cận và mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong video mở hộp và trải nghiệm nhanh Xiaomi Redmi 4X. Trên tay mình là chiếc Redmi 4X, máy đóng trong một chiếc hộp màu trắng nổi bật, ở giữa là có dòng chữ 4X. Và chiếc máy này trang bị RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Chiếc máy mình trên tay là phiên bản dành cho thị trường quốc tế, được phân phối chính hãng ở Việt Nam thông qua DigiWorld. Phía dưới là một số thông tin về cấu hình chi tiết máy. Vì đây là máy 2 SIM nên sẽ có 2 số email. Giờ đây chúng ta cùng nhau bóc hộp em nó nhé. Đây là nhân vật chính, chiếc Redmi 4X phiên bản màu đen nhám. Đây cũng là màu mình thích nhất, trông rất hấp dẫn và huyền bí. Bên cạnh màu đen thì còn có thêm phiên bản màu vàng để các bạn lựa chọn. Bên dưới là phụ kiện đi kèm gồm có sách hướng dẫn rất ngắn gọn. Kế đến là sợi cáp micro USB và củ sạc 5V 2A. Sau cùng là keyless SIM. Tuy máy màu đen nhưng tất cả phụ kiện đi kèm sẽ là màu trắng. Và trong hộp máy sẽ không đi kèm tai nghe. Điều đó cũng dễ hiểu vì đây là sản phẩm giá rẻ, việc bỏ đi tai nghe sẽ giúp giá thành sản phẩm tốt hơn. Sau đây là những chia sẻ nhanh của mình sau khi trên tay trải nghiệm nhanh Redmi 4X. Nếu được mượn lâu hơn, mình sẽ thực hiện thêm nhiều bài chia sẻ chi tiết sau nhé. Khi mở máy lên thì các bạn thấy là Redmi 4X chạy trên phiên bản MIUI 8. Điểm cộng đầu tiên đó là 3 phím điều hướng bố trí ở phía dưới, không tích hợp bên trong màn hình như một số máy Android hiện nay. Điều này nó mang đến cái không gian trải nghiệm thoải mái hơn. Phía trên là loa thoại cùng camera trước 5MP. Cạnh phải là phím nguồn và tăng giảm âm lượng có độ hoàn thiện tốt, cho cảm giác bấm khá là thích cũng như là độ nhảy cao. Cạnh trái bố trí khe cắm SIM cũng như là thẻ nhớ. Chúng ta sẽ có hai tùy chọn, một là hai SIM hoặc một khe SIM và một khe thẻ nhớ. Bên cạnh bộ nhớ trong là 32GB thì máy có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB. Như đã chia sẻ ở phần đầu là mình khá thích phiên bản màu đen vì cảm giác cầm trên tay liền mạch từ phần thân kim loại phủ một lớp đen nhám cho đến màn hình đen, tạo thành một khối thống nhất tinh tế, kết hợp với hai đường phân cách phía sau mặt lưng dạng cắt kim cương, tạo thêm điểm nhấn và sang trọng hơn. Nhưng cũng có một nhược điểm nhỏ là phần lưng này khá bám dấu vân tay mồ hôi trong quá trình sử dụng. Redmi 4X trang bị camera chính là 13MP cùng đèn LED trợ sáng và cụm camera có thiết kế không quá lồi như nhiều smartphone hiện nay. Nếu có thời gian mượn máy lâu hơn thì mình sẽ gửi đến các bạn chi tiết đánh giá về phần camera sau nhé. Phía dưới là logo Xiaomi cũng như một số thông tin về sản phẩm. Điểm cộng tiếp theo mình muốn chia sẻ là phần cảm biến vân tay. Tuy máy thuộc phân khúc giá rẻ nhưng vẫn được trang bị cảm biến vân tay một chạm. Điều này sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn. Có lẽ trong mỗi chúng ta, việc mở màn hình mỗi ngày là điều rất thường xuyên. Với cảm biến một chạm, điều đó rất đơn giản, bạn chỉ việc chạm nhẹ tay vào phần cảm biến phía sau lưng là xong. Cạnh trên là cổng âm thanh mid cùng cảm biến hồng ngoại, đây cũng là điểm cộng tiếp theo trên Redmi 4X. Với việc trang bị cổng hồng ngoại, người dùng có thể sử dụng dễ dàng để kết nối và điều khiển các thiết bị trong nhà. Cạnh dưới máy là cổng sạc micro USB, mid pro và loa ngoài. Các bạn lưu ý là tuy với hai dải loa ở phía dưới, nhưng loa ngoài chỉ có bên phải thôi nhé. Redmi 4X đang chạy trên phiên bản Android 6.0.1, máy trang bị cấu hình với bộ xử lý 8 nhân, Snapdragon 435. Bên cạnh đó thì Redmi 4X trang bị màn hình HD 5 inch với viền cong là 2.5D cũng như phần khung kim loại quanh thân máy bo cong, tạo cảm giác mềm mại, dễ cầm khi sử dụng. Theo mình thì với kích thước màn hình từ 5 đến 5.5 inch được nhiều lựa chọn hiện nay, bởi cái khoảng kích thước này đủ lớn để chúng ta thao tác thoải mái khi lướt web, chơi game, cũng như là không quá to gây cấn khó chịu, nhất là khi
các bạn bỏ túi di chuyển. Trải nghiệm thực tế khi duyệt web thì màn hình hiển thị trên máy tạm ổn, không quá xuất sắc, màu hơi nhạt. Tuy nhiên, đây là điều không thể đòi hỏi cao với một chiếc máy giá rẻ. Nhưng bù lại, pin là một điểm cộng lớn trên Redmi 4X khi máy được ưu ái viên pin dung lượng cao lên đến 4100mAh. Nhưng trong một thiết kế ngoại hình nhỏ gọn, với dung lượng pin này thì các bạn thoải mái sử dụng và máy vẫn hỗ trợ mạng 4G cho tốc độ kết nối nhanh hơn. Giao diện camera đơn giản với các tùy chọn bộ lọc màu yêu thích. Và nhiều tùy chọn khác như chế độ làm đẹp, chụp thủ công, chỉnh giờ. Trên đây là những trải nghiệm nhanh của mình khi trên tay Redmi 4X với mức giá là 3,99 triệu, kèm theo một số khuyến mãi tặng kèm như là vòng đeo tai Mi Band 2 hay tai nghe hoặc gậy tự sướng tùy theo từng nơi bán. Đây cũng là một lựa chọn hấp dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thích video này thì đừng quên like, share để bạn bè cùng xem và để lại bình luận chia sẻ bên dưới nhé.